bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng, dắt dìu nhân loại câu quyền bí của đức dạy đời rạng á đông. Lỗi ấy mình lỗi chẳng sai, người lỗi cho ta không lỗi mà ta lỗi bởi chê ba. Hãy trừ lòng cẩn quấy phiền não phá tan ngay, phá rồi ghét yêu đừng để dạ, giữ thẳng người ngủ thanh nhà. Muốn lo toan độ thế phương tiện phải sẵn sàng, cho họ đừng nghi hoặc trí họ mới minh quang. Nguyên cái động văn này là động văn của Pháp Rã Đàn lúc lục tổ dạy. Vậy thì giờ đây cái người tu muốn mà cho mình được sáng thêm lên, được có giàu có gì vấn đề trí tuệ thêm lên, thì điều kiện thứ nhất là chúng ta không nên xét cái lỗi của người ta, mà phần lớn là chúng ta phải xét lỗi của mình. Trong sấm thi của Đức Bình Giáo Chủ dạy đó là ngài ước làm sao cho giáo điều của Đức Tôn Sư được đó đây rày đây mai đó, để cho mọi người cùng có thể hấp thụ những lời hay đẹp đó, để chúng ta cùng tấn tu cho đến một cái chân trời giải thoát. Ở trong cái bài Vịnh Hằng Nga, Đức Bình Giáo Chủ đã dạy là lòng trong thánh kệ tình bơi lội, rồi dạ sạch Phật kinh ý luyện bay, nghĩa là trong cho cái thánh kệ của Đức Tôn Sư được bơi lội đó đây rày đây mai đó, để cho các cả các nơi được nghe rằng cái tiếng nói của Phật giáo của Hạo. Thì thú vị hôm nay được cái sự cao quý mà gia đình đã có sự sắp xếp và tổ chức hàng năm cái ngày lễ dỗ như thế này, đó là cái người hiền tử của gia đình của bác anh chị. Nếu chúng ta đã đọc trong một thi thơ thì đã nói rằng đâu ai biết được lá đếm được lá rừng đếm ai, đâu ai biết được mấy tầng trời cao, đâu ai đếm được vì sao, đâu ai đếm được cái công lao của mẫu từ. Thật ra cái tình thương của người mẹ không bao giờ chúng ta lại so sánh như trời biển được. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta thấy những cái ngày kỷ niệm này mà gia đình đã tổ chức cho cái người con, để mong rằng cho cái linh hồn được siêu hóa của người con được trở về cái cảnh trời Tây Cực Lạc. Thì so với những cái lời của Đức Tôn Sư khi xưa đã chỉ dạy là những cái người người ta hiện tại người ta lo cho cái kiếp hiện tại thôi, chứ ít khi nào lo cho cái tương lai. Chẳng hạn như khi cha mẹ ông bà và cái người thân nó quá giản rồi thì người ta chỉ là lo cho cái phần mồ. Ta nói rằng sống thì có cái nhà mà chết thì có cái mồ thôi, ta không nghĩ vấn đề do linh hồn đâu. Nhưng mà quan trọng quá thay cho kinh Phật đã chỉ dạy đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thay làm gì. Cho nên trăm năm mà lo giữ một phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ đó thịt xương tiêu tàn. Cho nên vì lẽ mà hôm nay mấy người tín đồ Phật giáo và hảo ngoan đạo của Đức Thầy, chúng ta lo cho linh hồn thôi cô bác anh à, cho linh hồn cũng sau khi cái người chết rồi đó, chúng ta chọn hai điều tội và phước thôi. Chỉ có tội phước hãy còn đến nơi thẩm phán cửa sông Diêm Đài, hãy phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều thì xa đọa đó nhiều ngày thảm thê. Cho nên vì cái phần tử quan trọng trên nên vì dễ mà những cái ngày này đó gia đình đã sắp xếp được sự tổ chức để rồi mời tất cả cô bác anh chị em đó xa cũng như gần thì chúng ta đến đây đó, lát nữa đây chúng ta cùng tập trung để cầu nguyện cho linh hồn của cái người mới sẽ được siêu hóa trở về cảnh trời Tây Cực Lạc. Thì nhớ lại không lầm thì những cái điều mà trong kinh đã thường đã cho dạy là gì, những cái số người mà đã qua đời rồi đó, đôi khi họ chưa biết được cái điều mà hồi hướng lại đâu cô bác anh chị em. Giả lại trong kinh Phật cũng có nói là nhược hữu phụ mẫu quá khứ huynh đệ, chi nhật nhất thất nhật dị thất nhật tam thất nhật nãi chi thất nhật tuyên thiết đại thừa kinh ăn chay mà cầu khả dĩ hiếu thị. Trong kinh Phật nói nếu bằng có cha mẹ và người thân qua đời mà biết làm từng giảng kinh cầu nguyện từng thứ nhất thứ nhì thứ bảy ăn chay mà cầu nguyện mới phải là người con hiếu đạo. Thì hôm nay phải thuận duyên vấn đề Phật pháp, cho nên vì lẽ mà gia đình có sự tổ chức sắp xếp theo sự trai giới, và đồng thời mời cô bác anh chị em xa gần kẻ tu phước tu huệ tu giới tu định đến đây đó để cùng chung với gia đình, để chúng ta sắp xếp trước là cúng của quyền nghĩa tổ, và sau đó chúng ta nguyện cầu cho linh hồn của cái người siêu hóa được trở về cái cảnh bên kia cảnh trời Tây Cực Lạc. Thì cái điều cao quý nêu trên thì chúng tôi thấy cũng hiếm lắm á, hiếm có sự tổ chức được như vậy đó. Thành ra chúng tôi thì thời giờ có hạn, gặp lại với số cô bác anh chị em những nỗi vui mừng qua cái cuộc đại dịch, và đồng thời nói lên với tinh thần đoàn kết Phật giáo hòa hảo mà chúng ta được có chung sức với nhau à, mỗi một gia đình có sự thì chúng ta đồng thời đứng đây để hỗ trợ nhân viên với nhau, thì cái điểm tinh thần đoàn kết Phật giáo hòa hảo là bất diệt đó của bác anh chị em. Cho nên chúng tôi rất vui mừng. Vậy thì cái lời nói đầu tiên chúng tôi đại diện cho địa phương sở nhà vào đoàn, lời nói đầu tiên chúng tôi là chân thành gửi đến gia đình cũng như cô bác anh chị em lời viếng ăn sức khỏe,
lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì thôi bây giờ ở đây đó cô bác anh chị em biết nè, nổi cái vấn đề mà từ ở bên kia đó chúng tôi trở qua đây đó, thì tính ra vấn đề cái đường kinh Sa Rô đó thì 89 km/h, mà chúng tôi đi cái đường ở dưới đó, Trường Xuân mà trở về ở Long An đó thì đó có 60 mấy km/h, nó trải qua trên dưới gần 20 km/h. Chúng tôi đi cái đường 60 nghĩ cũng mau hơn cái đường kinh Sa Rô. Thì hôm nay gặp lại số cô bác anh chị em tin đã đưa, nhưng mà cái sự gặp gỡ này cũng không muộn gì, lẽ hôm nay chúng tôi gặp lại đây thì chỉ có một mình tôi à, có sự trao đổi chứ không có bảy thiện hay không có anh em khác, nên cái thời giờ nó cũng phải có chi phối ha, chia sẻ. Thì thôi giờ cái lời nói đầu tiên gặp lại rồi, sự chào mừng rồi, thì chúng tôi cũng trân trọng kính mời về trong cái hội trường của bác anh em cũng như xuống công viên, nếu có những cái điều gì trao đổi trong cái thời gian mà gặp gỡ hiếm có này thì mời toàn thể quý vị đồng đến đây để chúng ta đưa lên những cái đoạn giảng của Đức Thầy để chúng ta cùng nhau trao đổi. Mời ông xuống công viên. Vừa qua quên người tôi cũng có lời nói đầu tiên để rồi cũng thăm hỏi toàn thể quý vị, sau đó thì cũng gọi lên qua cái chương trình bữa nay coi quý vị mình ở bên dưới cho quên người tôi đánh đắt qua cái chương trình gì đây cho ý kiến đi. Dạ, thời gian cũng cỡ như chưa rồi quý vị, 9:30 hơn 9:30 rồi. Rồi theo ý kiến của tôi về sự thiết đi, nói những đề tài gì ý nghĩa trong người tu hành tinh tấn. Dạ, tôi cũng vậy đó. Thôi thì nếu mà đồng ý theo những ý kiến vậy thì mình cho cái biểu quyết chung đi, cho anh nằm bắt tay đi, tôi mời tôi làm cho bà con thiếu gì gửi cho anh ấy ha, hiểu rồi phải không? Rồi vậy thôi, bà con mình ở đây thiếu gì đó, rồi gửi cho bà con ta ăn. Dạ. Thưa cô bác anh chị em, vừa qua thì chúng tôi cũng dò thăm ý kiến chung với trong cái hội trường, thì đồng đạo thống nhất chung với chúng tôi là cho chúng tôi chọn cái đề tài gọi là tự thuyết nha, tự thuyết. Thì thôi bây giờ đây chúng tôi cũng từng đi đây đó đảm trách, thì trong một cái hội trường thì chỉ có 3 đề tài thôi là nó kết thúc, dù là xa cũng như gần. Nhưng mà hôm nay cũng quen cái hội trường, quá quen rồi, cái số cô bác anh chị em không đưa được đoạn giảng thì chúng tôi phải lấy cái sự câu giảng của Đức Thầy làm một cái tiền đề để mình tự thuyết nhau. Thì thôi bây giờ ở đây đó, giáo lý viên, thuyết trình viên và tất cả các vị thiện tri thức đã có thông qua những cái đề tài rất nhiều về trong sấm thi của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nhưng mà trong cái sự sấm thi của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó thì nó rất nhiều nơi, mỗi một cái nơi nào đó thì đều là then chốt của phương pháp hành đạo đó. Thì ở đây chúng tôi lấy cái phương thức của tự trị để rồi làm một cái đề tài gặp lại với số của bác anh chị em, là công đoạn giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật có chất nhiều. Thì lấy cái câu giảng này đã làm cái tiền đề, quý vị có đồng ý không ạ? Cho anh ta hóa tay đi. Vừa qua chúng tôi đi qua bên La Dung á, đắp dò La Dung á, thì gặp cái ông Út Điền là cựu giảng viên của ngày xưa, thì chúng tôi cũng lên trao đổi cái đề tài tự trị để nói lên cái ý của vấn đề của người tu. Thì giờ đây chúng tôi xin lặp lại là hiện nay đó chúng ta gặp trong hội trường trang nghiêm như thế này thì chúng tôi cũng lấy làm cái kỷ niệm để lý thuyết lên cái tinh thần tự trị của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết đó, cái người tu đó mà nếu chúng ta không độ được mình thì cái thứ hai là chúng ta không độ được ai cả. Tôi nói nổi cái vấn đề đi cầu nguyện thôi, nếu cái ông đi cầu nguyện đó, ông phải tự độ ông trước, một là ông phải trong sạch ba nghiệp thân khẩu ý, ông mới đi độ người ta được.
ổng phải biết cúng lại nè, rồi ổng phải biết ăn chay nè, rồi ổng biết làm lành, rồi biết niệm Phật, rồi biết giữ giới năm cái chi tiêu tiết mục yếu tố chính của Phật giáo Hòa Hảo rồi đó, thì ông mới đi đó đây đi cầu nguyện như người ta được. Ví dụ một cái người mà biết lỗi, họ đã tập lỗi thần thành rồi, thì họ có cái công năng vớt cái người chìm dưới sông trần sông được. Chứ này dùng không biết lỗi mà đi đội vớt cái người dưới sông làm sao vớt được, phải không ra chứ? Cho nên mình đã chẳng ra công tự độ thì đừng mong cứu khổ đặng ai. Phải tập mình bơi lội cho hay mới có thể vớt người chìm đắm. Dùng không biết lỗi mà đời vớt người dưới sông thì chết luôn mọi gì. Cho nên vì lẽ đó hôm nay chúng tôi đem cái đề tài này gặp lại với suốt cô bác anh chị em để nói lên cái phần thứ nhất đó là chúng ta phải tự trị, tức là tự độ mình trước. Thì thưa cô bác anh chị em, nhớ lại không lầm, nhiều khi rồi mình đi đây đi đó rồi đó, mình mới rình mới nghe cái tiếng nói của số của cô bác anh chị em người ta nói với nhau. Tôi nói cái bà nội này, cái bà đi cầu nguyện này, bà hay nhiều chuyện lắm, bà thường hay nói cái quét người ta không khi nào nói cái quét của bà, thành ra làm phiền lòng cả trong đoàn, người ta không có đồng ý vấn đề mà chỉ trích soi bói đó, mãn lo đó là bươi móc mà cầu dinh thân phàm, bươi rồi móc lại những cái vết thẹo của người ta, nói cái chuyện xấu của người ta không, mà không nói cái chuyện xấu của riêng mình. Ít khi nào đem cái chuyện mình mà nói ra lắm, mà nói nó chuyện xấu của người khác không, ông này bà kia không, mà nói chuyện của người ta không, rốt của mình không nói của mình chừa của mình ra. Thành ra từ đó hôm nay đó, ngày xưa nhớ lại không lầm, trong cái đoạn văn Khổng Tử khi xưa đó, nhà viết đó có đoạn văn là nếu cái người hiền nhân phải học người trí nhân quân tử, phải trí nhân quân tử. Cái người quân tử thì cái người đó điều kiện thứ nhất đó là họ cũng ví như cái người cầm cung. Khổng Tử nói xạ hữu tự hồ, phản tư chính học, phản cầu chưa kỳ thanh. Tức là cái người quân tử với những cái người cầm cung, lỡ bắn không có trúng cái mũi tiêm hồng thì phải xét lại cái tài của mình, là tại vì mình dở quá, mình không bắn trúng mũi tiêm hồng, cho nên vì vậy mình phải giờ trở về để mình học thêm nữa. Thì cái người tu nó cũng vậy đâu có bác hả chứ, mình phải xét bao giờ mình phải thu xúc hơn người ta, mình có thể mới có tiếng nhật hơn người ta được. Còn mình xét mình cao hơn người ta thì không bao giờ mình tiến bộ hơn ai được cả. Thành ra từ cái chỗ cống cao ngã mạng đó mà tôi nói nổi cái cúng lại không cô bác hả chứ. Sở dĩ mà Đức Phật đưa ra cái chương trình cúng lại đầu tiên mà lúc mình vô chủ dạy đó, là cái người tín đồ Phật giáo họ phải lấy cái nét công phu của hai thời cúng bái, mà rằng cúng lại để chi, để diệt cái tánh cái lòng cống cao ngã mạng của mình. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ nói đó, lại vốn hóa màng kiêu đầu sau không sát đất, hữu ngã tội liền sanh, quên cái công đức lớn thật. Hai ngày nói là lễ vốn hóa màng kiêu là làm lễ mà lại mà cúi cái đầu xuống dưới đó em, là phá cái lòng kiêu căng cống mạng của mình. Bởi vì mình hay có cái tự cao lắm, mình nói mình lớn hơn ai, mình cao hơn ai, trăng tinh từ đó mình không cần cúi đầu làm lễ ai hết, mình lấy cái đầu ngay chẳng ngay thẳng vậy. Mà tôi nói dùng trồng lúa đó cô bác anh chị em thấy không, có đồng ý không, lúa nào mà chỉ thiên mà gần chỗ mà nó không chịu mà co xuống đó, nó ngậm gạo đó, từ lúa đó thách đó cô bác anh chị. Còn lúa mà cong đầu không ngậm gạo mà cong xuống, càng cong nhiều chừng nào là lúa là nó trúng chừng ấy đó. Bây giờ cái đồng ý không? Phải không? Thành ra cái người học lễ ngày xưa đó, người ta lấy cái câu là dĩ kỹ tú thắng chi đỉnh lễ, tú chi chi túc, kính chi chi giả. Tức là ngài nói từ cái đầu là cao hơn hết của mình đây nè, mà làm lễ mà lại xuống sát chứ chân Phật, là cái chỗ thấp nhất của chân Phật, là cái chỗ tôn kính tột cùng. Thành ra cái người làm lễ mà cúi đầu đỉnh lễ hàng ngày, cúi lại hàng ngày đó, là người ta diệt cái tính cống cao ngã mạn. Đó, cho nên trong Pháp Bảo Đàn Đức Lục Tổ khi xưa nói là cái người làm lễ nhiều đó, cúi đầu nhiều đó, là cái người đó là giàu lòng từ bi bán ái, và họ có cái chỗ thối thân để chuẩn bị cái tư thế vượt thẳng lên cái người phàm. Thành ra cái người quân tử Đức Quỳnh Giới Chủ hằng dạy để cho quân tử lọc lừa, ở ăn hợp lẽ ráng chừa tiểu nhân. Cái người quân tử khác với cái kẻ tiểu nhân là gì? Hôm nay cái người quân tử mà mỗi khi mà thắng cái kẻ tiểu nhân thì cái người đó bình thường thôi. Tiểu nhân thắng quân tử thấu nan, còn quân tử đắc thắng thì tiểu nhân ăn quà. Cái người tiểu nhân mà thắng đó, tôi nhớ lại cái mẫu chuyện của ông Như Sanh, ông kể lại đó, nghe cũng hơi vui vui. Một hôm ông chạy chiếc xe đạp, ông đi cầu nguyện mà đi về, ông gặp cái chú đó như là mập mạp lớn con lắm, cũng như ba lòng vậy, lớn con vậy đó. Ừ. Nhưng mà ở phía sau chạy có chú bé đó, cho khoảng chừng 12 tuổi à, 11, 12 tuổi à, cầm cái cây ruột đó, nó chạy có cỡ vậy đó. Cái ông mới dừng xe lại, ông hỏi nhau, ủa nè, cháu mà cho tao hỏi thăm coi,
sao tôi thấy cái cháu mày sức mạnh mà dạng dở như vậy mà cái cháu bé sao mà nó cầm cây nó rượt vậy mà mày chạy là nghĩa là sao? Cái chung này cái đồng đạo người ta trả lời, thưa ông, cái thằng bé nó theo 10 thằng đó giờ con bé không nó không chết nữa. Nhưng mà giết nó ra làm gì, súng nó đùi cũng vô tù mà, thôi tốt hơn mình chạy nó sướng hơn. Thành ra thế vậy ông Nhân Sinh ông khen nó, như vậy là cái người chạy cũng là anh hùng nữa chứ. Vậy cho anh đồng phát tài quý vị. Thành ra cô bác anh chị em biết là tiểu nhân thắng á, thì quân tử thối nam, cái người tiểu nhân họ thắng thì quân tử phải chịu thua. Cho nên Đức Thầy viết ở Đoạn Văn, quân tử tùy thời đã hơi sút bước, còn tiểu nhân ỷ sức mạnh pha xong. Cái người quân tử tôi biết tùy thời, cho nên người ta thu xúc. Quý vị còn quay trong cái chuyện hán vợ hán sở trên thùng đó. Trong chuyện hán sở trên thùng có kể lại thì lúc bây giờ đó hàng tính khi xưa đó, như vậy là ra chợ, mỗi lần ra chợ mang cái gương thanh gương ở phía sau lưng đây, ở sau bên thanh không đây. Nhưng mà khi ra chợ rồi gặp cái túi cơm đồ, thấy hàng tính mang cái thanh gương thấy nó đáng ghét quá, mới rủ hàng tính: nhà ngươi dám đấu võ cho ta không? Nếu mà hôm nay nhà ngươi đấu võ cho ta mà thắng được là cho nhà ngươi làm nghĩa là người anh hùng, bằng không thì nhà ngươi phải chịu hạ mình, nghĩa là chung lòn qua cái trôn của ta thì ta mới tha mạng sống cho, bằng không thì giết cho. Thì quý vị biết hàng tính trong lúc đó nó có thể nó có sức mà có hàng tính nó có giết không biết bao nhiêu người mà đấu lại đâu. Nhưng mà hàng tính suy nghĩ rằng nếu hôm nay mà chém thấp này mà giết nó thì mình cũng vô tù, ở mình chưa có cái thời mà, thôi bây giờ thà mình chịu hạ mình thua nó đi. Cho nên lúc bây giờ hàng tính đành phải nghe lời của thằng mà nghĩa là trưởng đoàn đó, thả mình xuống để mà chung đoàn cái ngang trôn của cái bọn du con ở giữa chợ. Thì thiên hạ họ vỗ tay, họ cười hàng tính lắm, mà họ nói: tèn ơi, nhà ngươi thiệt là cái kẻ mà mặc nhân hạ tiện, dám tham sống sợ chết, thở nay mà cái tốp ở giữa chợ nó rủ đấu chiến mà ngươi không chịu, mà còn hạ mình mà đi chung đoàn với trôn người ta vậy thì nhà ngươi quá tệ. Hàng tính phải chịu người ta chê hết sức là rất là nhiều như vậy, nhưng mà hàng tính phải chấp nhận cái cuộc đời. Cho nên từ đó hôm nay trong thám giảng nguyễn nhất của bác anh chị em có đọc qua đó, chuyện này cũng lắm tuyệt vời. Giả như hàng tính mà đợi thời lòng trôn, đến sau danh nổ như cồn, làm cho hạng võ phải mất hồn mấy khi. Chuyện xưa sanh thử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Đâu có gì có đồng ý không? Cho anh đồng cái tay lên. Như vậy thì hàng tính khi xưa vì biết thời thế cho nên người ta mới dựng bước, người ta hua đi, ta hạ mình. Thế rồi hôm nay cái người tín đồ Phật giáo của họ, chúng ta phải tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái thời, chúng ta phải tùy theo chỗ lúc này. Đến nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu trí. Cái người mà nam nhi chi trí trong thời buổi này mà không có trí đó, chúng ta không có tùy thời là chúng ta phải chịu thua thôi của bác anh chị. Nay trở lại với đời trụ việc, hãy tu nhân chớ khá tranh giành. Tuy nghèo hèn mà trí cao thanh được hồi phục, nó nhờ âm chi Phật. Giờ đây mới trở lại cái thời kỳ trụ việc u lệ khi xưa, họ tranh chấp quyền quy thế lực, ai là mạnh là sợ đặng hiếu yếu thua, cho nên từ đó họ không còn kể nhân đạo là gì cả. Thì cái người nay đó, thời nay là cái người ta biết tu rồi, ta ẩn mình vào trong cái chỗ tu niêu để ta la tu tập, để đời nhẫn nhẫn hoài chờ vẫn đạt hạnh thông, để đem phô dưới góc dưới gan lòng hầu có đền đáp lại cuộc trời trong ngoài ngõ. Tức là chúng ta phải biết ẩn nhẫn tùy thời. Cho nên vì vậy mà hôm nay Đức Thầy viết nhiều nơi: chờ thiên địa châu nhi phục thị, như thời xưa có gã tử phòng, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tâu thiểu mà an bá tánh. Thì cái tâu thiểu này đó là thầy viết lái, nói cái tâu thiểu tức là tiêu thổi, dùng cái ống tiêu của tử phòng khi xưa đó, là tử trương kia, trương lương khi xưa đó, nhờ thổ tiêu mà thắng được hạng võ 8.000 gã đệ tử của hạng võ khi xưa, phải chịu rút lui trở về, không còn một cái chí phấn đấu gì cô bác anh chị em, chỉ còn dọn dẹn có vài trăm quân thôi. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái tư thế là bất chiến tự nhiên thành. Cái người quân tử có biết tùy thời, cho nên hôm nay Đức Bình Vũ Trụ cũng vậy, khi ra đời ngài cũng biết. Hiện nay đó ngài đang nhằm cái giai đoạn mà ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chí với nao lòng, dắt dìu nhân loại câu quyền bí của Đức dạy đời rạng á đâu. Ngài biết rằng cái cuộc đời ngài bước đây là bước nhằm cái trong gai khổ não không, giai đoạn thử thách rất nhiều. Cho nên ở đây đâu cô bác anh chị em biết là thời Đức Phật khi xưa cách nay trên 2.000 năm cũng có một lịch sử nói về vấn đề nhẫn nại. Ngày xưa có hai vợ chồng người họ săn này đó, họ nghe lời thầy bà Môn La Môn Giáo đó, tính giết Đức Phật đi. Mấy bài đã hai cái thứ nhất là đào hầm trước cái sửa sân nhà, mời Đức Phật vào nhà để thọ thực.
cùng với tăng đoàn, nhưng mà Đức Phật vừa dẫn tăng đoàn tới nơi rồi đó, thì Ngài khoát tay ở phía sau cho các đệ tử dừng lại hết, chỉ còn một mình Ngài vào ở trong nhà để dùng cơm thôi. Thì mọi người đệ tử đều dừng lại hết, thì Đức Phật mới là bước đến cái chỗ cái hầm mà vợ chồng mạo hiểm bằng một cái chiếc chiếu cổ trải phía trên, ở dưới thì đem trong nhọn ở dưới để mà gài. Khi Đức Phật mà lọt dưới hầm đó rồi cũng phải chết. Nhưng mà không ngờ Đức Phật vừa bước tới đâu thì Hoa Sen đỡ chân của Ngài đứng đó trong cô Pháp. Đỡ Hoa Sen qua cái giò của Ngài lên. Thì cái gã thợ săn run sợ vô cùng, biết là Đức Phật có thần thông quảng đại, cho nên là bắt đầu mà xin với Đức Phật cho con xin sám hối, vì con thiệt là đầy lòng tội ác. Nhưng mà nhờ Đức Phật vào trong xin Ngài đừng dùng những cái chén cơm đó, vì chén cơm này là hoàn toàn những chén cơm phước lộc của vợ con đã trộn được đây. Thì bây giờ cô bác anh em, Đức Phật vẫn khoan dung ôn tồn nói với gã thợ săn này: con đừng có cản Như Lai, để cho Như Lai hãy dùng những cái chén cơm này, vì Như Lai trước khi vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng bồ đề thì Như Lai đã có cái bình đẳng thể trí rồi, đã có cái tứ vô lượng tâm và có tam thân tứ lượng rồi, cho nên từ đó hôm nay Như Lai ăn những cái chén cơm độc cũng bằng như là không ăn chi cả. Nói xong rồi Đức Phật vô rồi ngồi, tự nhiên Ngài dùng hết ba những cái chén cơm đó cô bác anh em. Thì mình thấy là Đức Phật vẫn có cái lòng quảng đại, biết được cái kẻ thù nghịch kia để dùng cái tư thế đi giết mình, nhưng mà Ngài vẫn đem cái lòng khoan dung đại độ để giáo hóa được hai vợ chồng của người thợ săn. Thì ngày nay Đức Bình Vũ Trụ ra đời cũng biết bao nhiêu những người để tìm kế mưu hại của Ngài, không biết bao nhiêu, nhưng mà không bao giờ Ngài hại Ngài được đâu. Ngài chỉ ung dung nói lên những cái đoạn văn là chẳng làm cho hiền thánh lung lai, mà chỉ tưới nước cái dung phân cây quý. Ngài nói là khi mà tìm kế để mà giết Ngài thì làm cho những cái kế đó chẳng qua như là dung phân tưới nước cho cái đạo của Ngài, càng đến đến đâu thì càng phát triển, được phát triển đến nó. Chẳng hạn như đến nhà của ông Khí Giỏi hay đến nhà của Hương Bộ Thạnh thì được có cái cơ hội bà con đổ xô trở về, nó không thua gì ở nơi cái tổ đình kia vậy. Thì mình mới thấy được hiện nay cái đạo Phật giáo hòa hảo lấy cái bậc Chí Nhân Quân Tử, cái lượng độ rãi rộng rãi hải hà chí lượng để mà tha thứ cho cái người tội lỗi. Cho nên từ đó hôm nay là những cái bậc mà trí thức ngày xưa đó, như Trần Văn Chánh ở trong Ngũ Chuyện bên thầy 101 có kể lại đó. Thì cái ông này đó, ông được đến nơi quy với Đức Thầy, nhưng mà khi Đức Thầy có nói với ông đó các ông có thù diệt minh hay không, thì các ông đó trả lời, chưa kịp trả lời thầy nói đừng có thù chi cả, vì họ với mình chỉ là xô xát lẫn nhau, là sự cộng nghiệp nhỏ mà thôi. Đến sau này khi thầy trở về rồi đó thì bọn chúng theo mình hết vậy. Thì cô bác anh chị em biết nên giờ cái lòng quảng đại của một vị Phật bao giờ cũng bao dung tha thứ cho những ai có thể tìm những cái tâm mà hại đến Đức Thầy cũng như Đức Phật khi xưa. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái chỗ quân tử để nói lên, để nói rằng cái người quân tử phải tùy thời hơi xúc bớt, còn tiểu nhân ỷ sức mạnh phá xong cái quân tử phải tùy theo cái hoàn cảnh. Và cái thứ hai là cái người quân tử thứ hai đó là khắc kỷ phục thân, khắc tâm phục ý. Cái người quân tử cái bậc thứ hai đó là cái người tự trị lấy mình, tức là phải so lại với cái sự tu học của riêng mình đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Thầy dùng cái lo theo học đạo, mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người được mấy điều thì đáng vàng mười, thực hiền đức thì có ai mắng chửi. Từ đó họ biết rèn lòng sửa tánh của họ, bao nhiêu những thói hư tật xấu, những điều mà họ chưa làm được đó họ cần phải học, và những cái điều gì mà họ nói là cần làm được thì họ nêu lên cho mọi người cần giác tha độ chúng. Thì cái tinh thần của Phật giáo của họ mới đi đến cái chỗ cao trổ của người quân tử thứ hai. Cái người quân tử thứ ba đó là Chí Quân Tử, lòng nhân vạn đại, dốc làm sao rõ mặt tăng bồng, mà nghiêng hai vai nó gánh nặng non sông, mà vết trong họ nó làm than bể khổ. Cái người quân tử thứ hai đó là cái bậc cao hơn nữa, là họ nghiêng cả hai vai. Tức thầy đó thường thường cái người mà ta muốn rút một cái gai nặng thì chỉ có một vai thôi, nhưng mà riêng thầy, thầy nói rằng nghiêng hai vai gánh nặng non sông, cả non sông tổ quốc hôm nay đó đã nặng nề. Sau khi đã bị Pháp của Đô Hộ và Tàu Đô Hộ trên 1350 năm rồi, ba lần bắt hộ của bác anh em, nhưng mà lúc bây giờ thầy luôn luôn lúc nào cũng nặng vì lòng non sông tổ quốc, nên kêu gọi mọi người cũng đáng cố gắng gồng gánh gồng bảo bọc gian sang đó, rồi giúp dùa bờ cõi bằng an đời đời, trong họ sẽ thánh thơi nhàn nhã, lo đắp bồi văn hóa ngàn năm. Từ đó Đức Thầy kêu gọi những người thanh niên đâu đứng dậy để rồi chúng ta giữ vững bờ cõi của đất nước Việt Nam, bởi vì cơ sở đạo mất
À, nước mất thì cơ sở đạo sẽ bị lấp dùi, mà nước còn thì nền đạo được phát khai được rỡ. Hay là khi nào nước nhà được cường thịnh thì đạo Phật mới đặng phát trương, hầu tự do giáo đắc tư tưởng thiện hòa và tinh thần từ bi bán ái khắp bằng nhân quả tánh. Nên từ đó thầy kêu gọi mọi người hãy trút hết cả cái hơi tùy tài tùy sức để nỗ lực đi xứ sở quê hương. Cho nên từ đó hôm nay thầy đưa ra cái đoạn là nghiêng hai dây gánh nặng non sông, dắt năm họ lầm than bể khổ. Đó thì cái đó là quân tử thứ ba, thứ ba. Cái quân tử thứ tư đó thì cái người quân tử này đó thì họ sẽ làm hết cái phận sự là bi trí dũng của Mác Ca Nhâm. Bi trí dũng tức là ba điều của Khổng Tử khi xưa mà đạo Phật thì lấy bốn đại đức là đức từ, đức bi, đức thi xả. Đó, cho nên từ đó hôm nay nếu có người một quân tử thứ tư thì chúng ta phải làm hết từ Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng hết lòng lo lắng dạ dỗ, chẳng nhỡ để chúng sanh xa vào đường tẩu lỗ mà chịu khổ não. Vì nếu chúng sanh nào dạ dỗ chẳng nghe mà còn làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ lại thương xót không cùng. Hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã xả. Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian và sẵn lòng lìa xa đến hết các việc tiềm trần, tha thứ hết thảy cho những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn dướng díu chi đến cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng đố ngán. Cho nên từ đó hôm nay cái người quân tử thứ tư là họ phải làm bốn cái đại đức, thì cái đạo Phật còn ba cái điều đức tính của Khổng Tử khi xưa là bi trí dũng. Thì hôm nay chúng ta thấy được hiện nay cái người tín đồ giáo hảo, trong khi chúng ta đã nương trên con đường tầm sư học đạo, nghĩa là đang rèn lòng sửa nết, thì chúng ta cần phải xét lại cái lỗi của riêng mình đó, để chi để cần phải tu tiên sử kỹ hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người đó là phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình mà não chính trực đó chí người quân tử, tức là cái người chí người quân tử của đạo của Khổng Tử khi xưa thì họ phải tự xét mình. Cho nên trong bài Thiên Lý Ca đó, nếu ai có từng đọc có đoạn văn của Đức Thầy viết: ngồi nghĩ cạn thêm sầu cho thế, bởi ít ai cải chế đường tà, sợ e nhiễm trược đọa xa, sợ cho lắm kẻ chan hòa lý tôn, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổ chí, quên những câu chánh kỷ quá nhân. Chánh kỷ quá nhân là câu này, cái câu của Khổng Tử khi xưa đó. Ngài nói chánh kỷ dĩ nhân nhân giả thuận, còn thích kỷ dĩ nhân nhân giả nghịch. Cái người mà xét mình trước đó rồi mới đem ra mà dạy người đó là thuận lý, còn mình không chịu xét mình trước mà đem ra dạy người đó là đi ngược chiều, tức là đi nghịch lý, cũng như đặt cái chân dịch ngược. Cho nên từ đó hôm nay cái người tu lúc nào cũng phải có chỗ xét mình. Cho nên trong Pháp Bảo Đằng, Đức Lục Tổ nói là người tu theo chánh đạo môn vật chớ tổn thương, lỗi ấy mình lỗi chẳng sai, người lỗi cho ta không lỗi, mà ta lỗi bởi chê bai. Hãy trừ lòng tưởng quấy, phiền não phá tan ngay, phá rồi ghét yêu đừng để dạ, giữ thẳng người ngủ thanh nhàn. Muốn lo toan độ thế, phương tiện phải sẵn sàng, cho họ đừng nghi hoặc, trí họ mới minh quang. Nguyên cái động văn này là động văn của Pháp Bảo Đằng lúc Lục Tổ dạy. Vậy thì giờ đây cái người tu muốn mà cho mình được sáng thêm lên, được có giàu có gì vấn đề trí tuệ thêm lên, thì điều kiện thứ nhất là chúng ta không nên xét cái lỗi của người ta, mà phần lớn là chúng ta phải xét lỗi của mình. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi nhớ lại cái mẫu chuyện trong cổ học chúng ta có chép. Ngày xưa bên nước Tề đó, thì Ngũ Tử Tư đó dân lời của vua Tề mới sang qua xâm chiếm lên nước bên nước Sở. Đang khi mà kéo quân ra rành rộ đi dọc đường, gặp một con lão già, ông lão nông phu đang cày, bỗng nhiên ông ngửa mặt lên trời ông cười. Ông cười ha hả, ông cười trên trời vậy thôi. Thì Ngũ Tử Tư lấy làm lạ, nó ủa sao mình kéo quân tới đây mà gặp con lão già ông đang cày mà ông không cài mà ông ngửa mặt lên trời ông cười hoài vậy. Thế vậy mà cho quân mời cái ông lão già lãnh ra đây nó hỏi. Rồi ông lão già đó nơi đó để hỏi coi lý do gì mà ông gặp ta các quân sang qua bên nước là Sở mà lại là ông ngửa mặt lên trời mà ông cười được cái nghĩa gì sao, ông hãy nói cho ta hiểu. Thì ông lão già đó nghe nói vậy, ông mới thưa với ngài: tôi không phải cười ngài kéo quân đi đánh nước khác mà tôi cười đâu, mà tôi cười những người xóm tôi đó, họ làm quan thầy kiện đã lâu đời nhưng mà họ lo đi sửa kiện của người ta không, vợ có gia ở nhà lại là có thửa có chữa ngủ lén với người ta, lấy lén với người ta mà đã có chữa mấy tháng rồi, ổng không lo sửa chữa vợ con của ổng mà ổng lo ổng đi sửa kiện người ta không. Cho nên tôi thấy vậy tức vậy mà tôi nhớ lại mà tôi tức cười, tôi ngã mặt lên trời tôi cười. Thì cái ông già lão già ông nói như vậy là cái lý do. Cho nên Ngũ Tử Tư nghe nói vậy rồi mới nghi, không được rồi, ông lão già này ông nói này là cái ý ông muốn khuyên mình cái gì đây. Nên ông tìm quân rút quân trở về ở nước Tề chứ không đánh ở nước Sở đâu của bác anh. Thì vua Tề mới hỏi:
lý do gì mà hôm nay Tướng Quân kéo quân đi xâm đánh cái nước mà lại là chưa được thành công mà lại trái lại kéo quân trở về? Thì lúc bấy giờ đó vua Tề hỏi xong thì Ngũ Tử Tương mới đáp: thưa ngài, thật ra mà nói đó thì hiện nay đó là tôi kéo quân qua mà gặp cái lão già nông phu đang cài, không biết cái lý do gì ông gặp tôi mà lại là ông ngửa mặt lên trời ông cười, cho nên cho quân đến hỏi thì trái lại ông trả lời là ông không phải cười tôi kéo quân đi có quánh nước khác, mà cười cái người ở hàng xóm hiện nay đó, trước đây làm thầy kiện đi xử thiên hạ không à, lo xử kiện người này người nọ không, mà vợ của gia nhà đi lấy trai mà trái lại gia không có biết xử. Vậy là cái chuyện xấu hổ đó mà ông không chịu lo việc xử Tề gia nội trợ, mà trái lại lo ông xử việc gia đình của người khác không. Thành ra tôi tức vậy, thấy vậy mà tức cười. Thì thưa cô bác anh chị em, vua Tề nghe nói vậy rồi đó thì bắt đầu ông cho quân như vậy là từ rày trở về sau, không nên dòm hỏ dòm dõ nước ngoài mà quánh ai cả, mà mình chỉ đắp đê xây thành đắp lũy cho cao để tự mình tự trị lấy thành mình, chứ đừng lo dò dẫm nước khác để mà đánh nữa. Thành ra từ đó hôm nay đó cái nước của vua Tề vẫn thành đạt, đến về sau đó những thành đầm cứng rắn đó của ba nha. Dạ xong rồi. Dạ. Thành ra giờ đây cái người tín đồ Phật giáo của Hảo, chúng ta lấy cái câu tự trị của Đức Quỳnh Giáo Chủ để làm một cái phương thuốc. Hồi đó tới giờ đó mình chỉ nghe thôi, nghe vấn đề của cái bài này nói qua một cái đề tài tự trị thôi, chứ chưa thấy vấn đề tự trị đó là tự trị cái gì, mà tự trị tới là lấy cái bản thân. Thì thưa cô bác anh chị em, tôi nhớ là không lầm, theo cái pháp của Đức Phật khi xưa chỉ dạy thì cái người tu phải thắng, phải thắng thất tình lục dục, nghĩa là phải thắng tất cả những cái bọn ma chúng ở trong cái dịp ở trong thân của chúng ta đây. Nếu như mà cuộc đời chúng ta chỉ tu suông không à, chỉ có cúng lại rồi chỉ có làm lành không, mà chúng ta không thắng được cái nỗ lực bên trong của tâm lành lục tặc, của thất tình lục dục, thì chúng ta chỉ là thắng suông thôi chứ chưa phải là một người anh dũng. Cho nên từ đó hôm nay đó, ở trong kinh có nói đó, trong cái văn hào pháp có nói đó, thắng được muôn binh là dễ mà thắng được lòng mình là khó. Muôn binh đó, tức là bao nhiêu người bên ngoài thì chúng ta thắng được, nhưng mà cái lòng của mình thắng không được, cô bác không thắng được. Cho nên An Lộc Sơn Di Dung Quyết Hy khi xưa đó, vì thất cận cái thất tình lục dục mà thành ra kẻ thì lo giết chúa giết vua, người thì lại là loạn lưng can kỷ. Thành ra từ đó mới để lại hậu thế soi gương, họ thấy họ rất chê những cái dạng người đó. Cho nên thầy dùng cái danh từ trai trung liệt đáng trai, thiền thảo gái tiết trinh mới gọi gái nam tào. Cái người con gái nào cũng phải có cái chữ tiết trinh. Khi xưa cô bác anh chị em còn nhớ mẫu chuyện bên Tàu có kể lại đó, thì lúc mà Khuôn Diệt đại sư khi xưa, lúc mà thời kỳ của nhà Lý đó, lúc bây giờ đó mới là triệu ông trở về làm một ông lão đưa đò để giúp cho những bước. Ông tùy theo cái năng lực sở học của ông mà ông đã chèo đò ra nước sứ giả bên Tàu. Nhưng mà khi xuống sứ giả bên Tàu rồi đó, qua tới nơi thì lấy thấy lại là dọc đường bờ sông lại gặp hai cái con ngỗng nó nổi lên đó, thì cái ông sứ giả hay tự hào là mình là một cái người văn hay đó, cho nên từ đó mới ứng khẩu là một cái bài thi là Nga Nga Lưỡng Nga Nga Ngưỡng Vọng Hướng Thiên Nha. Nga Nga Lưỡng Nga Nga là một đôi ngỗng song song ngửa mặt hướng gian trời, tức là con ngỗng nó thường nếu cái mặt lên mà ngó lên gian trời, nhưng mà chỉ có hai câu thôi. Có hai câu đó rồi hai ông cha cục ngắn à, không có biết làm sao mà ráp được cái hai câu sau nữa là tứ cứu. Người ta tứ cứu rồi bát cứu, còn này có hai câu rồi nhị cứu làm sao được. Thành ra các ông lão chèo đò, ông vừa chèo vừa suy nghĩ nó, ủa sao mà hai vị này làm hai cái câu thi còn hai câu nữa sao không chịu đúc hết. Thế vậy mà dục thuốc nó thưa với ngài, ngài làm hai câu thi vừa rồi đó thì mới có tiền đề mở đề thôi, còn hai câu đúc hết nữa rồi sau đây hai ngày lại không vừa làm. Thì hai ông sứ giả thấy vậy mới ngó ông lão chèo đò nó, ủa bộ ông cũng biết làm thơ nữa sao vậy. Thấy vậy ông lão chờ đó nó không, tôi thì mộc mạc cái lão già khờ khả mà có biết thi thơ gì đó mà làm, nhưng mà nếu mà hai vị không thể làm được tôi giúp dùm cho một vài câu thơ được, có thể tạm được chứ cũng không phải là văn hay giỏi giỏi. Thì lấy vậy hai người đó không cách nào làm được hai bài thi đúc hết, mới khuyên cái ông lão chờ đò nhờ ông làm ơn phụ giúp dùm hai câu thi kia cuối cùng. Thì cái ông lão chờ đò ông liền ứng khẩu làm hai cái bài thi Bạch Mao Phô Lục Thủy Hồng Trảo Bãi Thanh Ba, nghĩa là lông trắng phơi dòng nước mà sóng xanh chèo hòn mơi. Thành ra lúc đó hai ông sứ giả vỗ tay hoan nghênh, thiệt là ông lão vào đồ quá là hết sức là xuất sắc sáng suốt vô cùng, tôi cảm ơn ông vô cùng. Thì quý vị thấy đất Việt khi xưa không phải là một tay dụng về đâu cô bác,
Nghĩa là khi xưa Khương Diệt đại sư là một nhà sư đó, thế mà còn giúp cho đất nước của thời kỳ Vua Diệt khi xưa chỉ có hai câu thôi làm cho rúng động cả hai sứ giả bên đầu. Sau khi hai sứ giả được leo lên bờ rồi đó, gặp một cái cô quán bán quán đó tên là Đoàn Thị Điểm. Cô Đoàn Thị Điểm là một nhà văn lỗi lạc rừng nho biển thánh khi xưa đó. Cô bán một cái quán ở trước đó để đón sứ giả. Thì hai sứ giả vừa lên bờ rồi đó, thì thấy cái bộ tướng của cô Đoàn Thị Điểm nhỏ con mà rồi có sắc đẹp thiệt nhưng mà nhỏ con. Thế vậy hai người người ta cũng ướm lời làm các bài thi là Nam Ban Nhất Thôn Thổ Bất Tri Chỉ Nhân Canh. Nghĩa là nước Nam nó tuy là nhỏ bé thiệt nhưng mà không biết bao nhiêu người cài. Cái câu nói này đó, con nói hết sức là ra lậm ngôn. Ý nói là cái người Việt Nam không có trinh tiết, nhiều chồng lắm. Cho nói đó là Nam Ban Nhất Thôn Thổ Bất Tri Chỉ Nhân Canh. Chỉ một con nói thôi mà rất ngặn làm cho có lòng thị điểm đỏ mặt tía tai. Nói bà hai sứ giả này dám cả gan nó chơi mình ha, bữa nay mình chơi là một búa cho nó biết thân. Để vậy cái cô Đoàn Thị Điểm liền trả lời bằng cái câu văn là Bắc Quốc đại trượng phu nhưng mà gia do thử đồ sức. Nghĩa là đất Bắc kia là một đại trượng phu, là một người quân tử, là một người anh cả thiệt, nhưng mà cũng vẫn theo con đường đó mà đi ra. Nói cái đó rồi hai sứ giả xuống mặt liền, của bác xuống sắc mình xuống mặt liền. Như vậy mình mới thấy Việt Nam mình rất kỳ tài, đâu có bác nhiều người kỳ tài lắm đó. Cho nên sao Việt Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí huệ nhiều người giỏi hay, không có cánh mà bay đặng trên mây mà hết tài nhân giỏi hay hơn nước nào. Sau này đất nước Việt Nam mình trở lại đó, một nước nhỏ hơn tất cả các nước, nhưng mà cái kỳ tài đó so với tất cả các nước á thì không một nước nào bì được cái nước Việt Nam chúng ta đó. Cho nên lo lường điều đạo lý thấu quyền di, từ thở năm xưa chẳng dám vì một nước nhỏ nhen trong dặm quốc, mà ngày sau làm chủ nó mới là kỳ. Đồng ý không? Cho đầu phá tay quý vị. Thì thôi, giờ đây chúng ta thấy được hiện nay đó, cái người mà biết xử kỹ lấy mình thì luôn luôn đó nào phải coi mình là một cái người phải thua xuất hết tất cả mọi người. Cho nên thoái bộ tự nhiên khoan, thoái thân di thân tiền. Đức Khổng Tử khi xưa nói muốn nhảy qua cái mương đó thì điều kiện thứ nhất là cái người ta phải lùi mình nhiều chừng nào thì người ta mới nhảy xa chừng đấy. Rồi đứng tại cái mé này mà nhảy một cái rồi nó lọt luôn cái hầm này, nó không bao giờ mà nó nhảy xa được. Thì cái người quân tử nó y vậy, người ta biết nó là thoái bộ, người ta biết thu sức người mà lùi mình phía sau nhiều chừng nào, biết nhún nhường từ tốn nhiều chừng nào thì cái người đó là cái người quân tử, người học chí nhân quân tử đó. Thành ra từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ này để nói là cái người tu lúc nào chúng ta phải thấy mình thua hơn bao nhiêu người khác thì cái tiến bộ đó chúng ta càng tiến bộ nhiều hơn. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta hơn bao nhiêu người khác thì cái đó chúng ta càng đi thấp nhiều hơn bao nhiêu những người khác nữa đó. Cho nên từ đó hôm nay trong kinh có thường nói là tri kỳ bí bất tri kỳ thử, tội kỳ tri tội bí bất tri, xét lỗi mình tu khỏi ai tì tha thứ lỗi cho người cho chấp. Tức là tri kỳ bí bất tri kỳ thử đó, chữ bí là bên kia, bất tri kỳ thử là bên đây. Chúng ta đừng có thấy bên kia rồi chúng ta lại chê bên đây, mà trái lại chúng ta phải tự xét mình. Tội bỉ tri tội kỹ bất tri, tức là tội kỹ tri là tội mình, mình tri tội mình nè, đừng tri cái tội của người ta. Thì đó là cái người đó tu nó đúng với cái người quân tử. Thành ra từ đó hôm nay Đức Thầy viết cái luận văn là cái người phương pháp tự trị. Nếu hôm nay cái người tu cũng vậy, chúng ta mà chỉ thoáng qua vấn đề hành đạo cúng bái thôi, siêng năng vấn đề làm lành thôi, mà trái lại chúng ta thoát không thắng được cái thất tình lục dục. Mà chúng ta thường đọc cái đoạn văn của ông Cố Vấn ngày xưa đó, ông thường nói đó là cổ quyền chắc thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng thao. Thì mình nghe nói vậy thôi, nhưng mà sau khi ông đã đọc qua cái 300 trang của Tôn Võ Tử khi xưa đó, là một nhà văn khi xưa, thì mới thấy được là lúc bây giờ đó, mỗi khi mà người ta ra trận mà lỡ đánh trong cái trận chiến đó mà thua rồi, người ta dựng cái cờ trắng lên liền của bác, dựng cờ trắng. Thì ý nói rằng cái hôn pháp mà cái người tu cũng vậy, nếu chúng ta mà thua với thất tình lục dục, mà đối với rượu tửu sắc tài khí bốn điều này, mà chúng ta sẽ hay gặp cái trận nào chúng ta cũng đều dựng cờ trắng hết em, thì đó là chúng ta đã thua rồi. Không biết tự trị lấy mình để được thắng lên cái thất tình lục dục, mà Đức Bình Giáo Chủ nói là thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, còn hãy trừ lục dục chớ cho ô nhiễm thập tam ma, diệt bằng trí kiếm dứt xong rồi vô sự thanh thơi đó. Như vậy hôm nay chúng ta chưa thắng được thất tình lục dục, ta là mình ta, thì chúng ta không bao giờ mà đi đến chỗ đạt được đạo của bác. Tôi nhớ lại ngày xưa có một mẫu chuyện của ông Bùi Tiễn có kể lại, sẵn đây kể cho bà con nghe. Thời gian trước kia đó, có cái ông nhà sư này đó, thì tên là ông Sư Bùng.
Ông ở trên núi Cấm thời gian tu trên 40 năm. Một hôm nọ nó có cô này nó như vậy là ở dưới trần gian đi đi lên để làm phong quả. Nhưng mà đến nơi đó là tới chùa ông để làm phong quả mà cái cô này có nhan sắc lắm. Mặc dù đã có gia đình rồi nhưng cô nhan sắc cô có cái lời nguyện sao không biết lên đó để làm phong quả. Nhưng mà ông nhờ sư từ cái ngày mà ông thấy cái cô gái này, cái người đồng bào này bỗng nhiên cái lòng của ông sao mà nó xao xuyến, nó không yên, suy nghĩ làm sao mà có cái cách nào để gần gũi cái cô này. Cho nên từ đó ông không thắng được lòng dục dục của ông. Cho nên một bữa nọ đó, cái đêm thứ ba, hai đêm dài đó ông trằn trọc ngủ không được. Nhưng mà cái đêm thứ ba đó, thì bây giờ đó ông bỗng nhiên nghĩa là cái cô kia dâng mình ngủ ở trong cái phòng á, ở trong cái ban trù phòng ở phía sau. Thì tự nhiên nửa đêm lòng dục dục của ông bỗng nhiên không cách nào kiềm chế được, ông liền nghĩa là chạy đến chung vào mùng của cô gái kia. Nhưng mà vừa tới nơi rồi ông suy nghĩ, ông nói trời ơi, mình là một nhà sư trụ trì tu hành trên dưới 40 năm rồi mà tìm tòi gì mà bữa nay mà mình chung vô mùng một cái cô này cái như vậy thì còn gì đâu mà cái công phu của ngày xưa tới giờ. Cho nên thấy vậy ông liền ôm cái cây cột của bác nha, trong đó có cái cây cột ở phía sau mà ban trù phòng, một cái cột lớn lắm. Ông ôm cây cột lên rồi ông kêu la làng lên, ông kêu bớ mà sớm thôi, mấy ông trong chùa ơi thức dậy cứu tôi, cứu tôi. Thì ở trong chùa người ta quảng hồn nửa đêm mà ông kêu vậy, người ta tưởng đâu ai giết ổng này kia thức dậy, các tiểu tăng thức dậy trời. Ta chạy tới nơi rồi người ta thấy ông ôm cái cột vậy, ta hỏi ủa vì sao mà giờ này đã khuya rồi mà thầy ôm cái cột mà thầy kêu cứu thầy là kiểu sao. Ông nói thôi bây giờ mấy các con nên đuổi cái cô này để trở về dưới đi, thầy thuật lại cho nghe. Thì có cô kia cô trả lời tôi, nói tôi có tội gì đâu, nên đây là không quả thôi chứ có tội gì mà đuổi tôi thôi. Thì mấy tiểu tăng nói không, bây giờ thầy biểu đủ thì thôi cô cũng tạm trở về đi, thì sau này cho cô hay sao. Thì cô kia cũng cuốn gói rồi cũng ra về. Nhưng mà khi về đó cô bác nói cho em, lúc bây giờ ông thuận lại, ông không biết lý do gì mà từ ngày cái cô này nè, cô lên cô làm không quả đó, thì thầy bỗng như cái tâm thầy nó máy động. Nghĩa là đã tính làm sao là mà gần gũi cô này hoài, thành ra từ chỗ nó mà cái đêm hai đêm dài đó thầy dằn được. Nhưng mà cái đêm thứ ba thì thầy không có dằn được. Bốn lòng hai nơi má chạy đến đây để chung vô mùng cô. Nhưng mà không ngờ nhờ có cái cột này, ôm cái cột này cho không có cái cột này chết rồi đã. Cho nên như vậy thì lúc bây giờ các tiểu tăng mới thấy được cái gì là cái người tu dù lâu năm hay là mới chăng đi nữa, thì chúng ta nhớ là cái lòng sống động của chúng ta thường khi trong bộ kinh Đại Thừa có kể đó, nghĩa là sát sanh thì lên thiên đường mà phóng sanh thì xa địa ngục. Hồi xưa tôi đọc qua cái kinh Đại Thừa này nó đi ngược lý quá, tôi mới suy nghĩ cho nó ủa sao mà sát sanh thì lên thiên đường, mình tu là cử cái nghề sát sanh mà tại sao mà lại ăn chay mà lại là nghe cái câu mà sát sanh là lên thiên đường còn phóng sanh xa địa ngục. Cho nên tôi tìm hết sức xong thời gian ta cứu đồ nó mới thấy được đây là trong cái bộ kinh Đại Thừa, viết cái từ ngữ này là viết trong bộ kinh Đại Thừa của bậc thượng căn đại trí, ta nghe ta mới thấu triệt được. Sát sanh là gì? Sát là giết, sanh tức là cái lòng dục vọng sống động của trong cái khỏi tâm tư của mình, tức là cái thất tình lục dục nó còn nằm sống động ở trong tâm mình đây. Sát sanh là sát giết cái lòng vọng tưởng tà dại của bên trong của mình đó. Cái đó nó lên được thiên đường trên khỏi thiên Phật. Đó, trong bộ kinh Đại Thừa nói vậy nên mình mới suy nghĩ vậy nên thông lý. Chứ sát sanh gì mình tu mình nhờ có vấn đề cứ sát sanh mà nó sát sanh là lên thiên đường thôi, mình giết các đồ vật lên thiên đường xuống quá vậy. Thành ra nó y kinh giải nghĩa tam thế phật quan, nếu y theo vậy mà giải mà không hiểu được lý của Đại Thừa nó thì quan cho Phật cả ba đời. Đó, cho nên từ đó mới có câu là sát sanh là lên thiên đường, là sát là giết cái lòng vọng động tà tạp bên trong của mình đó, cái lòng mà sanh ra dục vọng đeo đắm của trần duyên này nó mà sát giết cái tâm đó đó thì mình được lên cái cõi tiên cõi thần, đây gọi là sát sanh là lên thiên đường. Còn phóng sanh thì xa địa ngục, phóng sanh là cái lòng phóng vọng của dục vọng của riêng mình mà không kiềm chế được á thì sẽ xa xuống địa ngục đâu bác, xa xuống địa ngục đâu. Thành ra từ đó mình mới biết được nó là cái bộ kinh Đại Thừa có nói vậy. Vậy thì cái người tu đó chúng ta phải làm sao? Thầy dùng cái danh từ trong bộ kinh địa tạng kinh của Bồ Tát khi xưa có dạy đó, gọi là diệt lũ tam bành dụng sức ta, quay gương trí huệ giết loài ma, xưa còn vọng tưởng muôn điều quấy, nay tỉnh ngủ rồi Phật chẳng sao. Bỉnh linh chúc dĩ chiến nghi tân, định huệ kiếm phi tiêu chứng nghiệp, dùng bút minh mà soi rọi bến mê, dùng gương bén trừ tăng chứng nghiệp. Cho nên Đức Thầy nói là kiếm huệ dứt xong rồi quả máu, thọ lo gì cái cửa Phật chẳng chen vào. Như vậy là nhờ đấy chúng ta nhờ có sự sức trí huệ, bằng sự sáng suốt phân biệt được tà chánh rõ ràng, thì cho ta mới thấy được chúng ta là Phật, còn người mê là chúng sinh. Cho nên từ đó chúng ta mới giác ngộ được cái chỗ là giác ngộ là Phật, mê mờ là chúng sanh là vậy.
Thì hôm nay chúng ta thấy cái người tu suốt cả cuộc đời, nếu ai có từng đọc trong cái bài tu thân thử kỹ khi đức thầy xuống ở dưới mà nhà Bạc Liêu đó, thì viết của đồng văn: sự cúng lại không đủ để tỏ ra cho ta là một tín đồ chân thành của đạo Phật. Tại sao vì Đức Phật không bao giờ ngỏ ý nói rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, người ta sẽ đủ giúp các người, mà trái lại là dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý thì Ngài sẽ hướng dẫn ủng hộ. Vậy như vậy luôn luôn đạo Phật cũng chú trọng với cái tâm hồn. Nếu chúng ta không quay trở lại tìm ông Phật tánh trên tâm diệu minh của riêng mình thì suốt cả đời chúng ta tầm Phật bên ngoài không bao giờ thấy được cái chân tâm diệu minh của mình, tức là ông Phật tánh. Mặc dù Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên núi thì nghe thì nó như vậy, nhưng mà ông Phật tại tâm là ở đâu? Tức là cái chỗ chân tâm diệu minh, cái mà mình thấy được cái khổ của người ta mình thương, đó là Phật đó. Cho nên từ đó hôm nay đó chúng tôi nhớ lại cái mẫu chuyện ông bằng bác sĩ Trần Lý có hỏi thầy đó: bạch thầy, con hỏi các nhà sư nhiều người trả lời con không thỏa mãn, bữa nay con đến đây hỏi thầy một câu, mong thầy lấy cái tỷ dụ gì đó cho con nghe cái cụ thể, biết được cái thế nào là phàm tánh, thế nào là Phật tánh. Thì đức thầy ôn tồn ngài nói với ông bác sĩ Trần Lý: nó chẳng hay trong gia đình ông có mướn một số người nào phụ giúp gia đình hay không? Thì bác sĩ Trần Lý thưa: xưa có, tôi có cỡ 40 người. Thế là có khi nào họ làm mà không có đúng với cái ý của ông mà ông phiền hà, rồi trách răng hoặc phạt quở họ, rồi đánh đập họ không? Thế là dạ thưa có khi họ làm bể hư những món gì rồi con giận con buồn rồi con la con rầy, có khi con đánh đập không? Thì lúc bây giờ đó thầy mới hỏi như vậy: có lúc khi nào ông đánh đập họ rồi ông đã hối hận, ông thấy nó khóc, rồi nó tủi, nó khóc, nó than thở vậy đó, thì ông hối hận cuộc đời nó vì xấu hổ vô duyên phải làm tôi đòi khổ cực như vậy, mà lỡ tay ông chủ đã đánh đập răng la thì lấy làm hết sức là hối hận, có khi nào ông hối hận vậy? Ông nói dạ thưa có chứ, có thấy nhiều khi con lỡ đánh đập nóng giận rồi thấy nó cũng tội nghiệp, cũng đáng thương. Thì bây giờ đức thầy mới chỉ thầy nó đó, cái mà ông đã đánh đập của người ta, răng đe dạy quở răng nặng nề tai tiếng cho người ta, đó là phàm tánh, đó là phàm tánh. Còn cái mà ông nỗi lòng thương xót họ để rồi nghĩa là an ủi họ, để rồi thương xót họ trong cái hoàn cảnh khổ cực nghèo nàn, xấu số vô duyên cho nên họ mới là làm thu xúc mình phải làm tối đòi như vậy, rồi lỡ mà xa tay thất thế như thế nào đó rồi nghĩa là sẽ thất bại làm hư đồ nào kia, rồi thành ra bị răng đập vậy. Ông hối hận cuộc đời của ông, thương xót thì đó là Phật tánh, đó là Phật tánh ông. Vì đạo Phật là do nó có lòng biết thương xót người, nó thấy người khổ động lòng thương thì đức cao hơn cả niệm xu di đà. Đôi khi mình thấy cái cảnh khổ của người ta mà mình thương thì cái đức độ nó cao hơn cái người niệm Phật nữa, nó có quát nó chết. Cho nên từ đó hôm nay đó, cái người tín đồ Phật giáo họ chúng ta phải trỗi thấy được cái lòng của mình, một là tự trị bên ngoài, hai là tự trị bên trong. Bên ngoài là ngoại cảnh, tất cả những sự mà cảnh đã tấn công mình, những cái hoàn cảnh mà có thể nghịch cảnh đưa đến cho mình mà mình có thể thắng được, đó là thuộc về ngoại cảnh. Còn nội cảnh là bên trong, thất tình lục dục là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, rồi lục dục đó sắc đẹp danh vị tài lợi tư vị hư dụng và trận đố, sáu điều này nó là 13 cái con ma. 13 cái con ma này nó nằm ở bên trong chứ nó không nằm bên ngoài, nhưng mà còn thêm cộng thêm 13 cái con ma phụ nữa của đức thầy dạy đó. Người tu hành muốn mở mang trí tuệ cần phải tìm cách diệt cái vô minh, nhưng muốn diệt vô minh trước phải điêu luyện một cái tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập một con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mà mình đang học hay sẽ học, để lấy nó mà làm cương mục để bài trừ những thành kiến nè, cố chấp thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xiểm, vô nịnh, ích kỷ, tư tâm và sự mê đắm theo biểu dục xung tình, sự phiền não nó làm cho rối loạn cõi lòng, nên bài trừ rồi tất trí nguyện mở mang vậy. Đó là 13 con ma phụ đó của bác. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy là 26 con ma, thêm 4 con ma ngoài đó là tử sắc tài khí. Nếu người tu hành phải trừ nghiệp trướng với 4 ma mới đặng an nhàn, là tử sắc tài khí nữa là nhiêu, là 20-30 con ma. 30 con ma nó nằm bên trong, mà mình đôi khi mình thấy mình tu sờ sờ vậy mà thấy ma thấy quỷ gì đâu, nhưng mà không ngờ nó là 30 con ma nó nằm bên trong. Đó, vậy thì giờ đây đó chúng tôi lấy cái tinh thần trong cái phương pháp tự trị của đạo Phật để nói lên rằng hiện nay cái người tu đó chúng ta phải mạnh dạn, phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi dậy mới trang quân tử nam nhi mà thân dứt dạng, hai câu ngay thảo. Đồng ý ông cho toàn hát ra vậy. Vậy thì giờ đây chúng ta phải ráng cố gắng để thắng tất cả những cái điều
chướng ngại bên ngoài để chi, để chúng ta có thể trở về thành một vị Phật hiện tại. Mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sắp thành, ta là tái đã chính, các ngươi là trái sắp chính. Như vậy thì mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người đều có khả năng thành tựu Phật quả cả đó. Cho nên Phật thành được, chúng sanh thành được, là thánh với phàm chỉ một bổn lai khác nhau, kẻ tỉnh người sai, chớ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội cũng chính bởi tại mình gây, tội mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, người đi người lạc cũng mê tại mình. Vậy thôi, không làm sao hơn nữa. Vậy thì thời giờ có hạn, chúng tôi trình bày qua phương pháp tự trị để nói qua ý của bên ngoài và bên trong. Con người tín đồ Phật giáo hảo, nếu chúng ta làm được như vậy rồi thì lo gì mà chúng ta không đắc thành đạo quả, đi theo lời Đức Thầy đã dạy đó. Vậy thì hôm nay đó, trong một thời gian gặp lại với một cái chương trình của đề tài tự trị, thì trước khi giả biệt ở đây thì chúng tôi cũng điểm thêm 6 câu của Đức trong Kim Cổ Kiều Quang của ông Ba Thới, để cho cô bác anh chị em biết rằng hiện nay nó cái người diệt đời không nhớ là hay, diệt đạo không nhớ là tiêu thay mất hồn, làm dữ cũng có tiếng đồn, lầm lầm tiếng nổ như cùng Thái Sơn, giải đời lấy đạo là không, mà lấy đời giải đạo là chôn lấy mình. Thì hôm nay trong một cái thời gian gặp gỡ hiếm có này, chúng tôi gặp lại cũng mong rằng cái số cô bác anh chị em mình trở lại với cái phương pháp phản chiếu trở lại tâm mình, cũng như cái người con gái mà có cái mặt kiến tự xoay mình phản chiếu trở lại. Nữ vô minh tính bất tri diện thượng tinh thô, với người đàn bà không có mặt kiến thì không xoay phản trở lại thấy được cái dơ cái xấu để mà trang điểm cái sắc đẹp của riêng mình. Rồi còn sĩ vô lương hữu bất tri tình bộ phi vô, cái người tu mà không có bậc sĩ hiền thì chúng ta không biết luật đường đi nẻo bước tới đâu. Cho nên nhờ đó mà chúng ta có các cơ hội gặp nhau trao đổi những lời hay ý đẹp của tổ thầy để cùng nhau tiến tu cho đến ngày giải thoát. Thì thưa cô anh chị em, thời giờ có hạn, vì trước khi giả biệt một lần nữa, công bên đốt nén hận đồng nguyện cầu hồng ân tam bảo qua linh đức thầy xin gia trì hỗ độ cho hương linh ngục quá cố như ngày kiểm nghiệm chung, cũng như cõi âm về cõi quyền thủ tổ được nghe qua giáo lý Phật giáo và hảo, chúng ta động được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật, và các cõi dương chúng ta cũng đồng pháp tâm bồ đề giống mảnh tinh tấn tu hành, để rồi chúng ta đi đến cái chỗ là giao điểm của Đức Quỳnh Vũ Chủ, là mau chân bước đến Long Hoa Hội cầu Phật và vui cõi đại đồng. Và đến đây chúng tôi chấm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.